không rõ. Đứng một lúc, hai người quay vào nhà. Đang khép cửa, ông sực nhớ ra một chi tiết quan trọng, lại mở ra và chạy lại quan sát cái cửa sổ nhà bếp. Ngọn đèn pha ở nóc garage chiếu rất rõ chỗ ông đang đứng. Ông kinh hãi há mồm trợn mắt vì trên mặt kính cửa sổ chằng chịt những vết dài đan vào nhau, y như có người dùng dao nhọn hoặc mảnh đá sắt vặt lên đó. Ông nhớ lại những tiếng rin rít của những ngón tay cào trên mặt kính cửa sổ mà lúc nãy ông nghe rất lâu khi còn nằm trên gác. Khung cửa khá cao, chó không thể chồm lên được. Ông thốt nhớ tới cô gái áo trắng. Từ chỗ ông đang đứng đi nhanh ra cuối vườn, toàn thân ông lạnh toát, bồn rồn muốn quỵ xuống. Bà Lâm đứng sau lưng ngạc nhiên cất tiếng hỏi: "Ơ hay, ông tìm cái gì ở đây nữa? Thôi vào ngủ đi." Ông quay lại mặt tái nhợt, hồn hển bảo vợ: "Bà coi đi, tôi đã bảo bà là lúc nãy có người cào cửa sổ. Đây, bà nhìn đi, bà nhìn kỹ đi. Bàn tay người thường làm thế nào mà cào mạnh được như thế này? Hàng trăm vết như là dao cắt." Bà Lâm đứng yên, tặc lưỡi đáp: "Thì biết đâu trước khi mình dọn vào thì cái cửa sổ này nó đã như thế rồi mà tại vì mình không để ý." Ngừng lại một chút, bà than: Hay là trẻ con hàng xóm, có đứa nào nó nghịch ngợm?" "Trẻ con thì 9-10 giờ nó đã đi ngủ rồi, đứa nào nó thức đến nửa đêm mà sang đây để cào cửa nhà mình. Tôi đã nói rồi, bà không tin thì thôi." Phân vân một chút, bà chợt nghĩ ra một chi tiết nhỏ, bà bảo: "À, nếu mà đúng như ông nói thì chắc chắn là phải có dấu chân. Nếu có người phải có dấu chân, nó leo qua hàng rào thì nó phải để lại dấu chân. Vì chỗ sát hàng rào toàn là đất cát kia mà. Ông với tôi lại coi xem nào." Vừa nói bà vừa kéo tay chồng trở lại cửa nhà kho. Sát dãy hàng rào cuối sân, bà khom người quan sát vùng đất ẩm ở chân hàng rào và tuyệt nhiên không thấy có một vết tích nào. Bà đứng lên và nhắc lại: "Đấy, ông nhìn đi nhá, chỗ này là toàn là cát không đấy. Nếu mà có người chạy ra đây thì phải còn dấu chân chứ." Chưa nói dứt câu thì bỗng bà níu chặt lấy cánh tay ông và kêu rú lên: "Giê-xu-a lạy Chúa tôi! Ôi dồi ôi, ông ơi, đứa nào nó ở trong nhà mình thế kia ông ơi." Là vì bà vừa ngẩng lên và giật mình nhìn thấy cô gái áo trắng tóc dài đang đứng trước bồn rửa chén trong bếp. Lớp kính cửa sổ bị phủ mờ hơi sương, lại thêm nhiều đường vạch chằng chịt khiến bà không nắm rõ mặt. Nhưng cái dáng dấp ấy thì trẻ trung lắm. Bà chỉ tay về phía nhà bếp và ú ớ kiếp: Kìa, đấy, nó đang đứng trong bếp. Ôi trời ơi, ông thấy chưa, ông có thấy không?" Ông Lâm cũng vừa trông thấy, nhưng ông sợ quá, á khẩu không trả lời được vợ. Ông đánh rơi cây chổi, bấu chặt lấy cánh tay vợ và mặt tái xanh không còn chút máu. Bà Lâm, qua phút hoảng loạn ban đầu, đưa tay làm dấu thánh giá và lấy lại được chút điềm tĩnh, bảo chồng: "Ôi trời, đi vào, đi vào, hỏi xem nó là đứa nào, con cái nhà ai, đêm hôm nó lẻn vào nhà mình bằng ngõ nào." Bà nói thế vì cho đến giờ này, bà vẫn chưa hoàn toàn tin 100% đứa con gái ấy là ma. Bà đoán là đứa nào lẻn vào nhà bà ăn trộm. Nhưng ông Lâm thì run lẩy bẩy, đứng như chôn chân tại chỗ. Bà Lâm giục một lần nữa, ông vẫn lặng thinh và không nhúc nhích. Bà giật tay ông và gắt: "Ô hay, nhà mình sợ gì mà không vào, vào hỏi xem nó là ai." Nhưng bà chưa nói hết câu thì bỗng khựng lại, vì bà ngẩng lên nhìn lần nữa thì cô gái đã biến mất. Đến lúc ấy bà mới bắt đầu biết sợ, dường như vừa có luồng hơi lạnh thấm vào xương sống. Bà nắm cứng bàn tay chồng và đầu óc hoang mang không nói được lời nào nữa. Về phần ông Lâm, im lặng một lúc khá lâu, ông mới hồi sinh lại. Ông hạ giọng cắt nghĩa cho vợ: "Tôi đã bảo bà nó là ma chứ không phải là người. Nó biến đi mất rồi. Lúc nãy tôi kể bà không tin, bây giờ chính mắt bà đã thấy đấy." Bà Lâm lại đưa tay làm dấu thánh giá và đọc vội kinh kính mừng, xin Đức Mẹ gìn giữ gia đình bà. Rồi hai người hoàn hồn dìu nhau vào nhà, đi thẳng lên gác, không dám ngoái nhìn xuống bếp nữa. Bà theo chồng vào phòng ngủ chính, thấy cửa sổ trông ra vườn sau còn mở toang, bà tiến lại đưa tay khép thì vừa lúc thấy bóng cô gái áo trắng thấp thoáng đi nhanh ở cuối sân và biến mất ở cửa kho sát hàng rào. Bà kêu lên một tiếng thảng thốt
rồi té quỵ xuống bên cạnh giường. Ông Lâm chạy lại đỡ vợ dậy. Bà ngồi lên mép giường, hồn hển nói: Tôi lại vừa thấy nó ở trước cửa kho ông à. Lạy Chúa tôi, nhà này có ma thật rồi ông ạ. Con Dung nó mua lầm căn nhà ma cho mình. Bà không dám về buồng riêng nữa mà ở lại luôn với chồng. Hai người cùng quỳ gối lần hạt. Bà xin Chúa soi sáng cho bà, bởi hơn 60 năm cuộc đời chưa bao giờ bà tin có ma. Thế mà hôm nay chính mắt bà phải chứng kiến một hiện tượng lạ không thể giải thích nổi. Dầu sao đi nữa, bà vẫn vững lòng tin ở quyền năng của Thiên Chúa. Không có ma quỷ nào có thể làm hại nổi bà. Và vì vững tin như thế, cho nên cái hiện tượng lạ vừa rồi, rõ ràng bà đã thấy tận mắt mà vẫn cố tự nhủ rằng chưa chắc đã là ma. Bà cầu xin Chúa một điều là nếu quả thực đó là con ma, thì Chúa cho con ma đó biến đi, đừng bao giờ trở lại căn nhà này để làm bà sợ nữa. Đọc kinh khoảng nửa tiếng, bà Lâm làm dấu thánh giá, cất cỗ chẳng hạt vào túi rồi run run bảo chồng: Đừng có tắt đèn ông nhá. Có bao nhiêu bóng á, ông cứ để nguyên cho tôi. Ma quỷ lúc nào mà cũng sợ ánh sáng cả. Ông Lâm gật đầu đồng ý, mặc dầu cả hai vợ chồng đều thấy chói mắt vì không quen để đèn ban đêm. Bà Lâm cẩn thận moi túi lấy cỗ chẳng hạt ra đeo luôn vào cổ trước khi nằm xuống sát bên cạnh chồng. Nhìn đồng hồ trên tường thấy đã gần 3 giờ sáng, ông Lâm đưa tay làm dấu thánh giá một lần nữa rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ. Im lặng một lúc khá lâu, ông Lâm tưởng vợ ngủ rồi thì bỗng bà quay sang nói nhỏ: Thật chả ra làm sao cả, chờ đợi mãi mới có căn nhà riêng để ở thì lại gặp đúng căn nhà ma. Con Dung nó giấu tôi, mà nghĩ cũng tội nó. Tôi biết nó đổ cả đống tiền vào đây, phí phạm quá, đúng là mua việc. Ông Lâm chép miệng rồi thở dài nói: Con Dung nó thương mình, nó mới mua cho mình căn nhà đẹp thế này, đẹp mà lại tiện đường nữa. Nhưng trước khi mua, làm sao nó biết được căn nhà này có ma? Ngay cả cái hãng địa ốc cũng đâu có biết đây là căn nhà ma. Chẳng qua chỉ tại cái số của mình không may thôi bà ạ. Bà Lâm buồn rầu bảo: Sáng mai ông cứ gọi điện ông kể hết đầu đuôi cho con Dung nó biết nhé. Mới có đêm thứ hai mà đã thế này rồi thì làm sao mà mình ở đây lâu dài được. Hay là mình cứ hỏi nó xem là trả nhà lại cho người ta có được không. Điều này chắc lại phải dọn về ở chung với vợ chồng nó thôi ông ạ. Tôi thấy không nên bà. Con Dung nó là con gái mình, nhưng còn thằng Tước nữa chứ. Vợ chồng nó mới mua cho mình căn nhà này, mình lại dọn ra ngay lập tức để làm phiền chúng nó. Tôi thấy mình cứ tạm nán lại đây. Sáng mai bà mời cha Hoan đến giải nước thánh làm phép nhà, rồi phòng nào mình cũng treo thánh giá, chắc ma không dám về nữa đâu. Bà Lâm im lặng chấp nhận đề nghị của chồng. Bà cũng biết tiền bạc con gái bà thật ra phần lớn đều do Tước làm ra, chứ Dung chỉ phụ giúp chồng mà thôi. Ông Lâm nói đúng, bà thương con gái thì phải tránh cho con những trường hợp khó xử với chồng nó. Bà kết luận: Ừ thôi thì ông tính thế cũng phải. Sáng mai tôi chạy ra tôi mời cha Hoàn tới. Sau câu nói đó, hai người không nói chuyện nữa, kéo chăn phủ kín lên mặt để tránh ánh sáng cho dễ ngủ. Bà Lâm tưởng tượng lát nữa nếu phải đi tiểu, không biết bà có dám đi một mình hay không. Ngộ nhỡ vừa đẩy cửa bước vào buồng tắm, bóng ma đã đứng sẵn trong đó nắm lấy tay bà, thì phản ứng của bà sẽ ra sao? Một mặt bà tự bảo mình phải hết sức tin vào sự quan phòng của Chúa, bởi có Chúa thì ma không thể làm hại bà được. Nhưng mặt khác, bà lại vẫn kinh sợ, bởi đời bà chưa bao giờ phải đối phó với một hoàn cảnh ghê gớm như thế này. Lúc nãy khi khép cửa, nhìn thấy cô gái ở hàng rào, suýt nữa bà đã chết ngất đi rồi. Con gấu nâu này đang đuổi theo anh chàng. Nếu chậm một bước thôi, anh có thể sẽ trở thành bữa trưa của con gấu. Khi chạy đến chỗ chất nhiều gỗ, anh...